Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đang ở trong mùa thương khó của phục sinh, và chúng ta biết rằng cái con đường dẫn đến sự vinh quang là con đường ai cũng mong đợi. Ai trong chúng ta sinh ra đời cũng không có muốn mình là người thất bại, đúng không quý vị? Ai chúng ta sinh ra đời, ai trong chúng ta làm ăn hoặc đi học hành cũng mong muốn rằng mình sẽ là người thành công và kết quả. Ai trong chúng ta cũng muốn mình sẽ đạt đến một cái đỉnh vinh quang phước hạnh nào đó. Nhưng mà con đường nào để dẫn đến con đường vinh quang? Và làm thế nào để đạt được con đường vinh quang? Và tôi đang suy gẫm về phân đoạn kinh thánh đó. Tôi đang suy gẫm về chủ đề đó. Sáng nay nhờ Chúa tôi muốn chia sẻ với thánh chủ đề là con đường dẫn đến vinh quang. Chúng ta cùng xem với nhau ở trong Luca đoạn thứ 22 từ câu 24 cho đến câu 30. Luca đoạn 22 từ câu 24 cho đến câu số 30. Chúng ta cùng đọc lời của Đức Chúa Trời ngay trong giờ này. Luca đoạn thứ 22 từ câu 24 đến câu số 30. Xin chúng ta cùng vui lòng một lần nữa đứng lên để chúng ta cùng đọc lời của Đức Chúa Trời. Tôi đọc câu chẵn và hầu thánh đọc câu lẻ. Môn đồ lại cãi lại nhau cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn trong đám mình. Như ngài phán cùng môn đồ rằng cả vua của các dân ngoại lấy đem riêng mình mà cai trị, những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. Về phần các ngươi đừng làm như vậy, song ai làm lớn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy. Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách, nên ta ban bước cho các ngươi cũng như cha ta đã ban cho ta vậy. 2-3 chúng ta đọc câu 30 trong 2-3. Để các ngươi được ăn uống chung và trong nước ta, và được ngồi ngay để xét đó 12 đi bái Israel. Chúng ta đọc câu 30 một lần nữa. Để các ngươi được ăn uống chung và trong nước ta, và được ngồi ngay để xét đó 12 đi bái Israel. Amen. Xin kính mời bà Thánh cùng ngồi. Cái con đường dẫn đến sự vinh quang, và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chúng ta, Ngài là để lại cho chúng ta tấm gương trong mọi mặt. Và con đường mà Chúa Giêsu chọn nó không giống như con đường của trần thế này chọn. Con đường của trần thế thì chúng ta sẽ biết rằng luôn luôn chúng ta chọn một đường nào đó dễ đi và rộng rãi và thuận lợi cho chúng ta. Nhưng mà Chúa Giêsu, Ngài luôn luôn chọn một con đường không theo ý Ngài, mà Chúa Giêsu đã chọn một con đường theo ý Cha của Ngài trên trời. Amen. Bao nhiêu người trong chúng ta có mặt buổi sáng nay khao khát mình sẽ được dẫn đến con đường vinh quang. Amen. Mà tôi nói anh chị em rằng con đường dẫn đến vinh quang là con đường thập tự. Amen. Con đường của sự hy sinh trước, con đường của sự chết đi các bản ngã, con đường của sự đau phục, và con đường của sự khó khăn, và cái con đường của thập tự là con đường dẫn đến sự vinh quang. Amen. Nghe đến đây thì bắt đầu một số người cảm thấy hơi bị căng thẳng, và nghe đến đây thì một số người cảm thấy không thích. Vì thích là tôi chỉ muốn được đến đỉnh vinh quang, tôi muốn được đến phước. Nhưng tôi nói anh chị em rằng không có vận động viên nào để đạt được chiếc cúp mà không có sự luyện tập. Không có một vận động viên nào đạt được đỉnh cao mà không có sự như là kỷ luật bản thân. Và không có một vận động viên nào đạt được đỉnh cao mà không làm theo luật lệ. Và chúng ta biết rằng cái những gì mà vinh quang, những cái phú quý, những cái điều mà vinh dự mà người ta đời này đạt được bằng cả xương máu, khó khăn, chịu đựng của họ, thì chúng ta biết rằng để đạt được một con đường vinh quang đời đời mà Chúa Giêsu Ngài có được á, là Ngài đi trong con đường đầu phục ý Cha trên trời. Không dễ chút nào, rất là khó. Nhưng mà chúng ta biết rằng thậm chí Chúa Giêsu bước vào trong vườn Gethsemane để Chúa Giêsu cầu nguyện, thì trong lúc mà Ngài cầu nguyện đến đổ một mồ hôi tuôn đổ như những giọt máu lớn nhỏ xuống, và trước đó thì Ngài đã cầu nguyện là sao? Cha ơi, nếu có thể được, xin Cha cắt cái chén tội lỗi này ra khỏi con. Chúa Giêsu Ngài nhìn cái chén tội lỗi Ngài ghê tởm, nhưng mà cuối cùng thì Ngài cũng nói một câu rằng dầu vậy không theo ý của con mà xin ý Cha được nên. Amen. Nếu mỗi người trong chúng ta quyết định hy sinh một cái gì đó riêng tư của mình để rồi mà chúng ta chọn con đường của Chúa, bước đầu chúng ta thấy là khó, là cực, là một sự trả giá. Nhưng Kinh Thánh ghi tiếp là gì? Kế đó có thiên sứ đến thêm sức cho Ngài. Amen.
Tôi cầu nguyện cho mọi người trong chúng ta, khi Chúa chỉ cho chúng ta làm một việc gì đó theo thánh ý của Chúa, có lẽ là hơi mệt, hơi khó cho chúng ta, nhưng anh chị em yên tâm, Chúa không để chúng ta bị cô đơn. Amen. Trong lúc chúng ta mệt mỏi, Chúa sẽ thêm sức mới cho mọi người trong chúng ta. Amen. Hãy nói người bên cạnh, khi bạn vất vả, Chúa sẽ thêm sức cho bạn. Amen. Khi bạn vất vả, Chúa sẽ thêm sức cho bạn. Bao nhiêu người trong quý vị đã từng kinh nghiệm rằng Chúa biểu mình làm một việc gì đó, mình làm không nổi và nhờ sức Chúa mình đã làm xong. Quý vị đã kinh nghiệm được điều đó chưa? Và cảm ơn Chúa, sức mới của Chúa là một sức toàn năng để đưa cho chúng ta đạt đến những điểm phước hạnh. Ví dụ như một số anh chị em của chúng ta lâu lâu từ ở xa trở về Việt Nam, đúng là cái ngày lễ ngày Chủ nhật như thế này, thứ bảy vậy, đi du lịch là tuyệt vời, đúng không anh chị em? Đi du lịch là tuyệt vời, nhưng mà họ đã không quyết định không đi du lịch trong ngày Chủ nhật, và họ dành ngày đó dẫn người thân đến để tin nhận Chúa, dẫn người thân đến để thờ phượng Chúa. Đó là anh chị chúng ta đang chọn một con đường khó cho bản thân, một con đường kỷ luật cho bản thân, nhưng mà con đường đó là con đường dẫn đến sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Quý vị có tin vào điều đó không? Ngày Chủ nhật là cái ngày mà chúng ta có thể dễ kiếm tiền nhất, nhất là những người làm tóc, những người làm nail, những người làm về thời trang, về mỹ phẩm, hoặc là một cách nào đó là ngày Chủ nhật là đắt vô cùng. Thay vì một ngày đó anh chị em chúng ta kiếm rất là nhiều tiền, mà anh chị em đã quyết định không làm trong ngày Chủ nhật, mà bằng lòng dâng cái ngày đó để đi thờ phượng Chúa, đó là anh chị em đang chọn một con đường hẹp, mà con đường hẹp này nó sẽ dẫn anh chị em đến chỗ vinh quang mà Đức Chúa Trời ban cho anh chị em. Amen. À, chúng ta xem lời của Chúa ở trong Matthew đoạn thứ 7 câu 13 đến 14. Anh Phước mở ra giùm Matthew đoạn 7 câu 13 và 14. Đây là lời Chúa Giêsu ngài đang kêu gọi, Chúa Giêsu ngài đang khích lệ. Chúng ta cùng dịch trên bảng đọc lớn lên, 2, 3. Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng là đường khoảng khóa dẫn đến sự tự do, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp là đường chặt dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Chúa Giêsu ngài kêu gọi chúng ta vào cửa rộng hay là vào cửa hẹp anh chị em? Vào cửa hẹp. Chúng ta thật lòng đi, mình đi mình thích đi đường rộng hay thích đi đường hẹp? Đường hẹp đi. Đường rộng đúng không? Đường hẹp ít đi đúng không? Đường hẹp đi rất là chặt và khó đi. Nhưng mà tôi nói anh chị em á, những cái con đường hẹp nhỏ như vậy á, nếu có cọ quẹt với nhau thì chút xíu thôi, đúng không? Nhưng mà nếu anh chị em ra xa lộ 120 km/h, con đường rộng khoảng khoảng á, mà nghe cái đùng á, là bao giờ là xong á. Tôi nói anh chị em rằng, cái con đường hẹp là con đường đi theo Chúa. Đi theo Chúa. Ví dụ như tôi là những người mà tôi mới tin Chúa thì bạn bè tôi nó rủ tôi nhậu, tôi không nhậu. Nó nhìn tôi nó là đàn ông mà không biết uống rượu, không biết uống bia là gì? Nam mà vô tưởng, như giống như kỳ mà vô phong. Đàn ông mà không biết uống rượu nhưng mà trời mà không có gió. Cờ mà không có gió vậy, cờ mà không có gió vậy, nước yên vậy. Cho nên có nhiều cái làm cho mỉa mai nhiều thứ lắm. Đàn ông mà rồi rủ về chuyện trai gái, bồ bịch lại mình càng không nữa, thì mấy người nói vậy em sống làm gì? Tôi nói sống để phục vụ Chúa. Amen. Sống để làm ích cho công việc nhà Chúa và cho xã hội, chứ sống để làm gì? Cho nên chúng ta là đi con đường hẹp. Con đường chúng ta chọn, con đường của Chúa nó hơi bị hẹp. Ví dụ như là người ta được tự do mà cúng kiến rồi đốt vàng mã, đốt nhang tùm lum tùm la hết, còn mình con gái của Chúa không có những điều đó. Mình thấy giống như bị thiếu, bị hụt. Nhưng anh chị em ơi, chúng ta chọn con đường kính sợ Chúa, không làm những gì đó, không mê tín gì đó, đó là chúng ta chọn con đường đúng và tốt tên chị em. Amen anh chị em. Đến đó mà người ta là gì? Muốn làm cái nhà người ta phải kêu thầy tới, rồi mới có giờ, có ngày, mà có không được là không được làm, rồi đóng chiếc thọc cũng phải kêu, rồi đổ bắn cũng phải, mỗi cái đều nhờ cậy, rất là vất vả. Còn mình là con cái của Chúa, đi trong con đường kính sợ Chúa, mọi sự chúng ta nhờ cậy đến Chúa, chính Chúa là đã bảo vệ và giúp đỡ cho chúng ta trong mọi vấn đề. Amen. Cho nên một lần nữa chúng ta hãy vỗ ba người bên cạnh đó, hãy vào cửa hẹp. Hãy vào cửa hẹp. Những bạn thanh niên nè, những bạn thanh niên nè, nếu quý vị để ý kỹ những người trong hội thánh, những bạn thanh niên không có xăm, không có xăm mình. Tại sao vậy mục sư? Tôi con thấy mấy bạn cũng coi á, nó xăm thoải mái lắm. Nó xăm nào tôn rồng ở sau lưng nè, rồi hai cái đầu lâu đấu nhau vậy nè, rồi chỗ này gọi là nó xăm gì là cái trái tim tan vỡ nè, rồi coi như là đủ thứ hết, nó xăm đủ thứ trên mình đó. Rồi tại sao mà nó được xăm mà con không được xăm? Tôi nói anh chị như thế này nè, cái con đường hẹp, con đường mà kinh thánh khích lệ chúng ta không xăm á, tôi nói anh chị em đó là ích lợi cho chúng ta đó. Ngày xưa
đón quyền xăm á là một cái sự giao ước, một cái sự giao ước cách ước giữa thế lực tâm tố với nhau. Nhưng mà ngày hôm nay họ coi xăm như là cái sự xăm hình này hình kia, xăm đầu lâu, xăm bông rồng như là một thời trang. Nhưng mà tôi nói anh chị em là cả thời trang trước là cả. Có thể một số người không thích tôi, nhưng mà tôi dựa vào Kinh Thánh tôi nói như điều đó. Xăm thứ nhất là đau, đau anh chị em, chảy máu, tốn tiền. Mà lỡ một cái chuyện có xảy ra thì thật là có một anh kia là Cơ Đốc nhân mà vô tình anh đi xe thì cuối cùng bị quẹt và đi vô bệnh viện Chợ Rẫy. Mà lúc đó là bệnh viện Chợ Rẫy người ta nằm chờ để mà cấp cứu cả hàng mấy chục người, bác sĩ thì muốn cứu hết tất cả nhưng mà sức lực của bác sĩ thì có giới hạn, cho nên bác sĩ lần lượt để mà giúp từng người từng người. Và sau khi lúc đó vào khoảng 2 giờ sáng thì bác sĩ thấy anh này, đưa anh này vô và cấp cứu cho anh này và hô hấp rồi chữa trị xong xuôi hết, anh được khỏe mạnh bình an. Và chương trình của One Way Radio có đưa lên chương trình đó, chương trình One Way Radio đã đưa lên cái câu chuyện của anh đó. Thì sau khi chữa trị xong xuôi hết và anh được khỏe, anh chỉ cần trễ 15 phút nữa là anh bị đứt mạng. Thì sau khi tất cả sự chữa trị xong xuôi hết thì anh vừa đến cảm ơn bác sĩ mà hỏi tại sao mà bao nhiêu người nằm đó mà bác sĩ không chữa trị mà bác sĩ lại chữa trị tôi trước. Thì anh này vừa nói như thế này nè, anh được bác sĩ nói như thế này nè: tôi nhìn những người kia là xăm chỗ đời mình, tôi nghĩ là mới đi đánh lộn về rồi đâm chém với nhau, còn anh tôi nhìn từ trên xuống dưới anh không có một vết xăm nào hết, tôi nghĩ anh sẽ là người hiền lành trên vị trí vị quan, cho nên tôi cứu những người lành trước. Và anh đó là Cơ Đốc nhân đã được cứu và anh được lành bệnh bình yên. Cho nên một lần nữa tôi khích lệ tất cả những đứa con, đứa cháu trong hội thánh, chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa mà đừng xăm chỗ gì cả. Amen. Chúng ta hãy đi con đường hẹp, đi con đường chật, đi con đường khó, nhưng mà đi con đường này tôi nói anh chị em nó dẫn đến sự vinh quang đấy anh chị em. Còn những người đời thì chúng ta sẽ thấy là gì? Họ tự do mà bù bình. Ồ, thậm chí là yêu hai ba cô một lúc cũng được nữa. Vừa rồi thì có một cái đám cưới ở ngoài miền Bắc và anh đang tổ chức đám cưới và anh mời 13 người yêu cũ tới. 13 người yêu cũ tới dự đám cưới qua mà anh lại mời 13 người đó lên sân khấu đứng một dãy dài vậy nè. Vậy mà 13 người kia cũng đứng lên nữa. Rồi hỏi thì anh có là nhiều lắm vậy lúc đến không hết. Họ xem đó như là một sự hãnh diện. Rồi tôi nói anh chị em rằng nhưng mà là Cơ Đốc nhân chúng ta không nên làm như vậy. Không nên làm như vậy. Chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa mà đi trong con đường hẹp, đi trong con đường tin Kinh Chúa. Tôi khích lệ hội thánh, những người nam trong hội thánh hãy nhờ ơn Chúa mà sống một vợ một chồng mà thôi. Sáng hôm nay thì tôi cũng có đi tập thể dục và tôi cũng có khích lệ Kinh Thánh cho một số người. Thì họ cũng nghe tôi chia sẻ mỗi ngày. Thì có người kia họ nói là Mũ Xuân, phải cái gì không? Bây giờ ví dụ như tôi đang sống như vậy mà có một cái cô kia thật là đẹp và viên nhôn mà tự nhiên hợp tình hợp tính với tôi thì tôi nghĩ làm sao? Đó là đừng giỡn chơi hoài. Mấy cái người mà cười cười dẫn giỡn đó là coi chừng cái bẫy ăn sâu nguy hiểm lắm. Nhưng mà ông ơi, năm này ông cũng 60 mấy tuổi rồi, ông có xuôi có da rồi, có cháu có rể rồi, mà bây giờ mà để mà lỡ ông dính vô đó mà bể chuyện ra đó thì xuôi da của ông nhìn ông như thế nào? Đúng không chị em? Rồi những thằng rể của ông, rồi cháu của ông nhìn ông ra làm sao? Ông kêu vậy tôi nghe lời. Ông nói với ông kìa, tôi nghe lời một sư phong mà tôi không có tư tưởng của người đó. Tôi nói đó là tốt lành chứ. Già rồi, đừng có làm cho mất hết. Khổ với đứa nhỏ, đúng không chị em? Hai vợ chồng mà yêu người này bỏ người kia, hai vợ chồng làm cho thỏa mãn cái xác thịt của mình, vợ lấy chồng khác, chồng lấy vợ khác là tội, là tội nghiệp cho những đứa nhỏ. Tội nghiệp cho những đứa nhỏ. Cho nên Kinh Thánh như biểu là hãy vào cửa hẹp. Và cửa hẹp có nhiều phương diện khác nhau. Về phương diện thuộc linh cũng vậy, mình tin Chúa tại sao mà không được ăn đồ cúng? Nó là cũng là con đường cửa hẹp. Chúng ta biết rằng cúng tế là cúng tế cho các thần, cúng tế cho quỷ, chứ không phải cúng tế cho Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết quyền năng, Ngài không ăn những của cúng của tay của người làm ra, nhưng Ngài nhận nơi những tấm lòng thành thật đổ với Ngài. Cho nên nhờ ơn Chúa chúng ta biết là hãy vào cửa hẹp và nhờ ơn Chúa mà con đường hẹp đó sẽ dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Còn con đường rộng và khó khăn, con đường của thế gian, nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ hư mất. Cho nên kẻ vào nơi đó thì nhiều mà con đường hẹp thì kiếm được rất ít. Nhưng mà chúng ta hãy khích lệ người bên cạnh, chúc mừng bạn đã đi trong con đường hẹp. Amen. Chúc mừng bạn đã đi trong con đường hẹp. Bạn đã đi trong con đường hẹp là đi trong con đường kính sợ Chúa. Mà đi trong con đường
đường kính sợ Chúa thì có những cái sự cảm thấy như là thiệt thòi, nhưng đó là con đường dẫn đến phước hạnh đời đời anh chị. Amen. Như vậy sau khi học bài học này, chúng ta có quyết định đi theo Chúa trong cả cuộc đời mình không? Amen. Có những người cảm thấy mình đi theo Chúa khó quá không? Rồi con đường hẹp là gì nữa? À, chúng ta cùng xem lời của Đức Chúa Trời. Tôi muốn chia sẻ cho quý vị ở trong sách Mác đoạn thứ 10 từ câu 35 đến 45. Mác đoạn thứ 10 câu 35 đến 45. À, chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời. Mác đoạn 10 từ câu 35 đến 45 à, trên bản có rồi. Chúng ta cùng đọc chung 2 3. Bây giờ đã cơ bản nhá. Hai con trai của CD đến gặp ngài mà đưa ra. Lại thầy, chúng tôi muốn thầy làm thầy thiếu sứ hội sứ. Ngài hỏi rằng, các ngươi muốn ta làm chi cho? Thưa ngài, khi thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa ở bên tả. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống và chịu được bắt tên ta chịu chăng? Thưa rằng, Đức Chúa Giêsu phán rằng, các ngươi sẽ uống chén ta uống và chịu phán bắt tên ta chịu. Nhưng chỉ ngồi bên hữu hoặc bên tả thì ta không tự cho được. Ấy là thuộc về điều đó. Mà đó là đó. Chúng ta đọc câu 41 lớn lên nha. Mười sứ đồ kia nghe sự đó thì dặn dân và dặn được. Có một đoạn kinh thánh khác thì mẹ của hai người này đến gần Đức Chúa Giêsu và nói với Chúa Giêsu rằng: Chúa ơi, khi mà ngài về đến nước của ngài á thì ngài cho hai đứa con tôi, một đứa thì ngồi ở bên hữu, một đứa thì bên tả, coi như là bên trái bên phải của ngài á. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài bảo á, các ngươi có uống được chén của ta uống không? Là cái chén mà hy sinh, cái chén từ bỏ, cái chén của sự trả giá. Các ngươi có uống được cái chén ta không? Và các ngươi có chịu có phép bắt tên mà ta chịu được không? Là bắt tên tức là nhận cả cuộc đời vào để đầu phục ký của cha trọn vẹn á. Thì họ nói là được. Chúa Giêsu ngài nói là dẫu các ngươi có uống được chén của ta uống, chịu phép bắt tên được đi nữa, nhưng còn có việc mà ngồi bên trái bên phải, bên hữu bên tả là cha ta quyết định chứ không phải là ta. Cho nên nhiều người trong chúng ta không cẩn thận, mình cố gắng mình sắp đặt cho con cái của mình, mình cố gắng sắp đặt cho cha mẹ của mình, hay là mình cố gắng sắp đặt cho vợ của mình, mà đặc biệt là những người mẹ hay sắp đặt cho con của mình. Anh chị ơi, hãy cầu nguyện cho con của mình, còn nó ở đâu và nó như thế nào đều thuộc vào Đức Chúa Trời quyết định. Cho nên nếu mà chúng ta thấy rằng những người này họ đòi, họ mong chưa được gì hết mà ngay lập tức họ bị là gì? Câu 41 hồi nãy ghi nói là gì? Mười sứ đồ kia nghe sự đó thì dặn ra cờ và bàn nhau. Cho nên mình thấy rằng xin những cái điều, mong muốn những điều cao, điều tốt chưa được gì hết, nhưng mà ngay lập tức là sao? Bị người ta dặn hờn và ganh tị. Cho nên nhờ ơn Chúa muốn mỗi người trong chúng ta không phải là cố gắng mong muốn đạt được những điều gì mình mong muốn, nhưng hãy cầu nguyện và nói: Chúa ơi, xin ý Chúa được nên trên cuộc đời của con. Chúng ta đọc tiếp từ câu 42 cho đi. Chúng ta đọc chung 2, 3. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị trong các nhân loại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy, trái lại ai muốn làm người lớn trong các ngươi thì hãy làm đệ tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì hãy làm tôi mọi người. Vì con người đã đến không phải để hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và có sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Chúa Giêsu ngài mới dạy tất cả các vấn đề đó là gì? Đối với những quan quyền quan thế của đời này á, những người làm lớn á thì ngồi đó mà sai khiến và bắt người khắc phục của mình. Nhưng mà đối với Chúa nói trong nước của Chúa đó, ai muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ. Tới đây là mẹ yếu rồi đúng không? Ai muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ. Phục vụ. Và chúng ta biết rằng đó là đối với những người trong công việc của Chúa, người nào muốn làm đầu thì phải làm tôi. Hơi khó. Chúng ta sẽ thấy là gì? Phần đông thì mình thấy rằng những người bên ngoài thì những người làm lớn thì bắt đầu lo hết cho tất cả bên dưới mọi sự, và bên dưới thì lo ngược lại một cách chu đáo tất cả mọi việc, và luôn luôn có cái chuyện là bên dưới phục tùng người lớn, phục tùng. Nhưng mà riêng trong hội thánh chúng ta thấy rằng ông
ông mục sư nào càng được ơn thì ông đó phục vụ càng nhiều anh chị em. Amen. Đúng không chị em? Amen. Chúng ta thấy mục sư họ cũng phục không? Ông đi phát cho người nghe, người thì giấy rồi. Ông làm gì đó? Ông đi và ông bê từng thùng nước, rồi ông chăm sóc từng công việc. Và nhiều đêm á, ông tới 1, 2 giờ sáng trả lời điện thoại còn chưa được đi ngủ nữa. Nếu là tín đồ có thể đi du lịch thoải mái không sao cả, nhưng nếu mục sư chỉ cần trong tuần đó mà muốn đi du lịch với gia đình là họ gọi hỏi ở đâu nó đi du lịch một cái thì hầu thánh lại buồn và giận mục sư. Tối hôm qua chúng tôi có một cái buổi nhóm của những các chị em bên một hội thánh khác, thì trong lúc chúng tôi ngồi nói chuyện vậy á, thì có một số người trong đó họ vừa đi du lịch về. Tôi hỏi cái người trưởng nhóm đó, anh chị có đi không? Nó muốn đến phòng nhưng mà không đi được. Tôi hỏi tại sao không đi được? Tại vì là nếu mà anh chị đi du lịch đó thì mấy người số tín đồ trong này nó hỏi là anh chị đi đâu, nó du lịch chứ nó là gì, người không có cường ăn bao nhiêu nào đề không lo giải quyết ở đâu đi du lịch. Anh nói thiệt cái phòng anh đâu có mê cái chức này đâu, nhưng mà chị của anh về với Chúa rồi cho nên anh thế công việc, mà từ ngày anh thế tôi công việc này anh bị cầm cứng ngắc. Bản thân của anh đấy là một thương gia, ảnh gia đình cũng như là thịnh vượng khá giả về mọi mặt, về kinh tế, về nhà cửa xe cộ không thiếu gì cả. Bây giờ con thấy anh tự trở thành một người cũng như là chạy xe Grab miễn phí, cứ như những người đi đâu anh cũng chở đưa, cuối cùng là trở thành một đứa cái người mà đầy tớ cho mọi người. Trước đây mà anh nói là tôi anh chưa bước vào chức vụ á, anh khỏe đúng không, chủ nhật anh đi nhốt sao vậy khỏe đây à, còn bây giờ anh đủ thứ chuyện hết. Nhưng khi nhìn anh tôi cười thì đó là cứ con đường anh chịu khó chịu cực đó là con đường dẫn đến sự vinh quang. Tôi cũng khích lệ những người đang có mặt ở đây là gì, chúng ta có xe để chúng ta chở người khác đó là phước. Chúng ta có nhà để chúng ta tiếp người khác đó là phước. Chúng ta có đồ ăn chúng ta chia sẻ cho người khác đó là phước. Chúng ta muốn là người khác mà thương xót mình đem đồ ăn đến cho mình, hay là mình trở thành người đem đồ ăn cho người khác. Amen anh chị em. Chúng ta muốn là mình trở thành một con người gì đó mà người ta cầm những bọc bạc lẻ bỏ vô để thương xót mình, hay là chính mình là người móc túi để giúp đỡ cho người khác. Amen. Hãy có một tư tưởng là gì, con cảm ơn Chúa vì con được khỏe mạnh để con giúp đỡ cho người yếu. Con cảm ơn Chúa vì con thành công để con giúp đỡ cho người khó khăn. Tôi cảm ơn Chúa vì hội thánh Salom đang được mang tiếng là hội thánh già. Alleluia. Giàu như nào? Tại vì chúng ta thường quan tâm đến những người nghèo khổ. Giàu là gì? Tại vì chúng ta hay đem lương thực giúp đỡ cho những người khó khăn. Giàu là gì? Vì chúng ta luôn luôn chuẩn bị đồ ăn để tiếp đãi những người khách đến. Cô Hiền buổi sáng nay gọi cho bà tôi rồi, anh ơi, ngày 15 của tháng 4 em có mời một số người ở xa tới để nhóm phụ nữ về vậy á, bây giờ mình cho họ ăn cái gì để ăn. Chương trình là gì, ngày mai là phải kho một nồi thành khoảng 10 kg để ba ngày hội thánh cầu nguyện đây, ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm tổng hội sẽ đến đây cầu nguyện, và ngày cuối cùng là có cơ hội để chúng ta đãi các đền thờ của Chúa. Amen. Vừa xong đó là tới thương khó, tới phục sinh, rồi liên tiếp là chúng ta tiếp tục đổ hội thánh tam đạo. Như vậy tại sao không giàu? Amen. Giàu đấy không phải là nhiều tiền, nhưng mà giàu là chúng ta có tấm lòng để tiếp đãi người khác. Chúng ta bỏ ra rồi cây này có đường hè là con đường của sự phục vụ. Ai muốn làm đầu thì phải làm tớ, ai muốn làm cao thì phải hạ thấp xuống. Amen anh chị em. Cho nên Chúa Giêsu đã dạy vậy, chính Ngài đã làm gương cho chúng ta là gì, con người đến không phải bắt người ta hầu hạ mình, nhưng Ngài đến để Ngài phục vụ người ta, chưa hết Ngài phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Amen. Tôi xin nhắc lại, mỗi cuộc đời chúng ta chỉ có một cuộc đời trên đất này. Amen. Amen. Mỗi một người trong chúng ta chỉ có một cuộc đời trên đất này. Mà cuộc đời trên đất này chúng ta sống, sau khi mình chết người ta nó chết quá trời rồi, sống gì cho chặt đất, sống mà hãy nhắc tới mình người ta người tên đó là thất bại đó anh chị. Còn nếu chúng ta sống mà sau này mà nếu chúng ta có về với Chúa, hãy nhắc đến tên chúng ta, người ta thương, người ta nhớ, người ta thấy chúng ta sẽ làm tấm gương cho bao nhiêu người khác, rồi qua đó con cháu chúng ta được phước qua cách sống đó. Amen. Amen. Chúng ta thấy là Phêrô cũng có một cuộc đời trên đất này, đúng không? Phaolô cũng có một đời trên đất này, Judas Iscariot cũng có một cuộc đời trên đất này. Nhưng mà sống làm sao? Hãy nhắc đến Phêrô thì người ta nói những lời cảm tạ. Mà nhắc đến Judas Iscariot người ta tôi thấy nhiều người trên thế giới đã đặt tên là Peter hay là Phêrô nhiều lắm, nhưng mà tôi chưa thấy người nào đặt tên là Judas Iscariot.
chu đã hết cày hiểu không? Nhưng mà tôi thấy nhiều mục sư Peter, Peter Nguyễn, Peter Huỳnh, Peter Việt Nam, tên Việt Nam là Trần Danh Nhỏ, Quỳnh Danh Lớn, nhưng mà qua bên đó là Peter Wilson, đổi những cái tên này tên kia, nhưng mà lấy là Paul, Peter hoặc David hoặc là nhiều, nhưng mà tôi chưa tìm thấy người nào tên là Judas hết cả. Tại vì sao? Nghe cái tên nó là lắc đầu đúng không chị em? Cho nên cuộc đời chúng ta sống trên đất này như thế nào để người ta bắt chước tên của mình? Nhìn người bên cạnh nhớ nha, nhớ nha. Trả lời Chúa. Chúng ta cùng học nơi các gương của Chúa Giêsu ở trong Philip đoạn 2, Philip đoạn thứ 2. Chúng ta đọc mạnh đồ kinh thánh này và đây là con đường dẫn đến cái Phật tử, cái con đường dẫn đến sự vinh quang mà có con đường khó mà Chúa Giêsu đã làm. Chúng ta đọc ở trong Philip đoạn 2 từ câu số 5 ra đi. Chúng ta đọc lớn lên nha. Chúng ta đọc lớn là 2-3. Hãy có lòng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài cũng có hình Đức Chúa Trời, song hẳn coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, khuất phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài đại danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe danh Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất hãy đều quỳ xuống và mọi người hãy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu ngày có hình bán của Đức Chúa Trời. Ban đầu có ngôi lời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi làm nên mà không bởi Ngài. Ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúa Giêsu chúng ta có hình bóng của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không nắm giữ những điều đó. Nhưng mà ngược lại, ngày hôm nay có một số người không có đạt được cái đỉnh cao đó mà cố gắng tự đưa mình lên. Mà Chúa bảo là ai cố gắng đưa mình lên thì sẽ thế nào chị em? Sẽ bị mà ai hạ xuống thì sẽ được Chúa nâng lên. Cho nên Chúa dạy rất là kỹ, có người khiêm nhường là có người luôn luôn đồng phục. Chúng ta còn nhớ tôi kể cho câu chuyện về anh Sắt không anh chị em? Anh Sắt, anh đó là như thế nào? Anh là một kỹ sư. Ồ, anh học xong và anh có việc làm. Anh ngồi trên một chiếc xe rất là đẹp và anh đi đến nhà thờ. Anh bốc kèn tên 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 thì có một cụ già ra mở cửa cho anh vào. Bước vào như vậy anh thấy cụ già làm sao? Quét rác, lau nhà thờ. Và anh trước khi anh bước vào trong nhà thờ, anh không mở cửa, anh đứng đó. Anh đợi cho khi ông già mở cửa, chờ anh mới vào. Anh này rất là oai và rất là bày tỏ một mình một thành công. Và anh luôn luôn nhìn ông già quét rác, lau nhà vệ sinh. Thì anh tự nhủ là gì? Chứ phải hồi đó ông chịu khó, ông học hành như tôi á, thì bây giờ ông đâu bây giờ khổ giống như vậy. Hồi đó mà ông chịu khó mà ông cố gắng một chút á, thì bây giờ ông đã có công ăn việc làm tốt rồi. Đâu bây giờ phải đi vô lau ghế nhà thờ, rồi phải chùi nhà vệ sinh, rồi phải mở cổng đồ quét rác được như vậy đâu. Nhưng mà rồi một ngày kia thì ảnh đi ra, thì anh thấy ông già mở cửa, anh thấy tội. Anh bốc kèn ten ten ten, kêu anh già lại. Anh mở áo khoác ra, anh móc trong này một cặp con zip, anh đưa cho ông già. Ông nói gì? Khi nào ông cảm thấy có việc gì cần quan trọng thì ông nhớ gọi số điện thoại này, tôi giúp đỡ cho ông để cuộc sống ông thể đỡ hơn một chút. Ông già cảm ơn vui vẻ, rồi cầm cái thiệp cất trong túi, tiếp tục đi quét những lá cây trong nhà thờ chăm sóc vui vẻ. Nhưng mà đến một ngày kia thì công ty của ông đang gặp những sự rắc rối, công ty của ông đang gỡ một sự cố mà coi như ông sửa hết cách này, ông điều đủ một cách để điều hành cũng không xong, và thuê bao nhiêu người đến làm việc cũng không được, và công ty sắp sửa đứng tới chỗ mà phá sản, sụp đổ và tan rã, đối với chuyện căng thẳng không còn cách nào để giải quyết. Thì trong công ty nó có một người nhớ là rằng là gì? Cái công ty này đầu tiên đã được làm ra bởi người nào, và người đó có khả năng hiểu tất cả hệ điều hành và biết tất cả những phương pháp để giải quyết mọi cách trong công ty này. Và ông cho làm thế nào để mời cái người sáng lập ra cái công ty này, những người giỏi như thế này đến để giải quyết. Thì cuối cùng thì người ta tìm được ông đó. Ông đến, ông sửa và ông giúp cho công ty. Trong vòng chưa đầy nửa ngày, mọi lập trình, mọi công việc được diễn ra một cách tốt đẹp vô cùng, và công ty tiếp tục được hoạt động, không bị phá sản, không bị hư hỏng, và rất là mọi người vui vẻ. Thì ông người thanh niên trẻ này muốn biết cái người tài giỏi đó, người sáng lập đó, cái người mà giúp đỡ công ty mình là ai, thì mời vào trong cái văn phòng làm việc của người trẻ này. Và người ta đã mời cái người vừa giúp đỡ mọi công việc của công ty.
và anh này anh tráo mắt anh nhìn, anh không ngờ cái người mà tài giỏi, cái người giỏi giang đó không ai khác chính là ông già mà đi quét rác và chùi nhà vệ sinh mỗi một tuần trong ngày chủ nhật. Tại sao ông này quá thành công nhưng vì đến tuổi già ông muốn nhường công ty lại, ông muốn dành thời giờ để ông phục vụ Chúa. Cho nên qua điều đó muốn nhắn nhủ của người trong chúng ta là gì? Đừng bao giờ coi thường những người khác. Amen. Đừng bao giờ cảm thấy mình hơn người khác, mình hóng hớt rồi mình khoe khoang. Nhưng anh chị em ơi, chúng ta biết rằng lúa nào càng trúng mùa thì lúa đó càng chịu bông. Và những cái lúa mà phát cơ cờ như thế này là những ngọn lúa lén. Những chủng lừa càng thấp thì nước càng đậm vào cái đó thì phù sa nước và nơi đó đầy dinh dưỡng để nuôi cây, còn những gò nóng lại là khô khan và thiếu thốn mà thôi. Nhưng cho nên những con người nào càng khoe khoang tự dỗ ngực xưng tên, tôi đã từng tôi thế này thế kia, càng khoe chừng nào thì cái lỗ trống bên trong nó càng trống chừng đó và cuộc đời người đó càng khổ. Cho nên hãy nhờ ơn Chúa học bài học của sự khiêm nhường, học bài học của sự đau khổ để chúng ta được Đức Chúa Trời ban ơn và chúc phúc. Amen. Một ngày kia trên một cái chuyến bay bay từ Los Angeles để bay qua New York, và đang đi trên một chuyến bay như vậy thì trên chuyến bay này sang trọng, có những người sang trọng và cho nên là có những người quý tộc và ngồi trên chuyến bay đó. Và trên chuyến bay như vậy, đang đi như vậy thì có một bà nữ doanh nhân đầy xinh đẹp và rất là sang, cho nên bà ngồi cái ghế A, thì kế bên bà thì có một người da màu ngồi ghế B sát bên bà. Bà cảm thấy khó chịu. Tại sao bà là người da trắng, bà là người xinh đẹp, bà là người thành đạt mà lại ngồi chung với người da màu? Vì vốn là người da trắng họ không thích người da đen, nó đơn giản gì đó. Cho nên bà cảm thấy khó chịu. Và bà càng khó chịu như vậy thì bà không biết cách nào, nhưng mà người da đen thì cứ âm thầm cứ ngồi và cứ nghiêm chỉnh, mà bà thì bà khó chịu lắm. Bà bấm nút ưu tiên và kêu nhân viên đến giải quyết, thì trên máy bay thì cũng chặt cứng rồi. Bà muốn nói là tôi muốn đổi chỗ ngồi. Thì nhân viên lâu ngay không biết cách sao, thì cô nhân viên không biết cách nào lên báo lên cái người phi hành gia, người trưởng đoàn. Và người trưởng đoàn sắp xếp xong á, thì xong vài phút thì cái người trưởng muốn nói: ô không sao, tôi đã có cách rồi. Và sao? Trên hạng ghế thương gia còn một ghế trống và tôi sắp xếp được. Cái bà giàu sang phú quý này, bà nghĩ là ô không còn ai khác, tôi sẽ là người được mời lên ngồi hạng ghế thương gia để đâu không ngồi gần cái anh da màu khó chịu này. Và cô đang loay hoay thì sau đó người trưởng đoàn đi thẳng tới và chỉ ngay vào anh da đen, đó là xin mời anh lên hạng ghế thương gia. Và để khỏi phải nói với người phụ nữ này, bà này vừa quê vừa tức mà vừa học bài học là gì? Đừng nên coi thường người khác. Amen. Amen anh chị. Amen. Chúa Giêsu chúng ta ngày bố có hình Đức Chúa Trời, mà ngài không nhìn cái sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời, ngài đã hạ mình xuống, ngài vâng phục và đến độ ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí ngài bằng lòng chết với cái thập tự cũng vì điều đó. Cho nên Đức Chúa Trời đã ban cho ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho ai nghe đến danh Đức Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất hãy đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều xưng Giêsu Christ là cứu Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Anh chị em ơi, con đường dẫn đến sự vinh quang là con đường thập tự, con đường hy sinh là con đường dẫn đến sự tôn trọng. Tôi xin nhắc lại, người nào hy sinh, người nào siêng năng, người nào chịu thua chịu thiệt là con người được tôn trọng. Amen. Một ngày kia thì bà kia bà có 6 người con. Bà có 6 người con. Mà 6 người con thì lớn lên hết. Nhưng mà rồi mọi người đều làm ăn thành đạt hết tất cả mọi sự. Nhưng mà rồi thì đến một cái ngày kia là tưởng nhớ đến ngày mất của chồng của bà, thì bây giờ cả gia đình cùng tập trung lại. Nhưng mà trong gia đình chỉ có cái người đó là chị Hai trở về, và với một bộ đồ rất là cũ và bình thường, và trên tay cầm một con gà và cầm một vài bó rau gì đó, đi vào với một chiếc nấu. Và tất cả những người trong gia đình nhìn, và cậu Út mới nhìn và chị Hai mới nói vậy: bà Hai này, bà không còn một bộ đồ nào tốt hơn sao? Bà Hai này, bà không còn một cái nón nào tốt hơn sao? Và tại sao bà trở về như thế này? Thì bắt đầu bước vào trong gia đình thì mọi người đều vui vẻ. Người mẹ thì chạy ra ôm lấy con của mình từng đứa và vui mừng chào đón tất cả mọi người.
Nhưng mà vì hôm đó cho nên những người con của bà thành đạt, cho nên mời nhiều người trở về với một chiếc xe du lịch bán bóng láng những người sang trọng vào. Nhưng mà trong buổi tiệc được diễn ra như vậy á, thì người mẹ được mời lên trên để ngồi. Thì người mẹ quay qua hỏi chị Hai đâu, thì người ta đưa chị Hai lên. Nhưng mà rồi thì những đứa em á lôi chị Hai xuống và nói là bà mà lên đây là mất mặt tụi tôi hết, mất mặt tụi tôi hết. Tại sao? Chúng tôi mời những bạn bè sang trọng, những khách quý tới đây đủ thứ, mà bà như thế này lên thì làm sao mà tôi có thể mặt mũi nào ăn nói với khách hàng bạn bè tôi. Và đổ xuống, và người mẹ cứ ngồi đó, và người mẹ không ăn được gì, và người mẹ chỉ biết khóc và chờ đến xong buổi tiệc. Thì mọi người tiễn khách ra về hết, thì người mẹ mới kêu các con lại, và người mẹ nói là hãy cho mẹ nói những lời cuối cùng, nếu mẹ có khuất đi nữa thì hãy cho mẹ nói những lời cuối cùng. Thì người ta trở về hết cho nên ngồi tập trung lại. Thì người mẹ mới kể rằng là sau khi mà ba của tụi con mất á, thì chị Hai của con á là người thay thế ba. Chị Hai của các con đã bỏ hộp đi bắt từng con ốc, hái từng bọt rau, nuôi từng con gà để nuôi cho các em ăn học. Có những người đến định cưới chị Hai, nhưng chị Hai không dám lấy chồng, vì chị Hai nghĩ nếu chị lấy chồng thì ai sẽ là người tiếp tục nuôi nắng các người em, và ai sẽ là người phụ mẹ để lo công việc. Cho nên các con ngày hôm nay thành tài thành đạt, có công có chức có việc, các con đúng ra phải yêu thương chị Hai, cảm ơn chị Hai. Đường này các con lại đối xử tệ với chị Hai. Các con đừng nhìn cái người nghèo như thế này mà các con cứ dễ, vì quá có người nghèo nàn bình thường trong gia đình mình vậy á, như là cái cầu nối, như là cái lốt đường cho các con tiến đến chỗ thành đạt cho đến ngày hôm nay các con ạ. Nếu chị Hai không hy sinh, nếu chị Hai không trả giá, nếu chị Hai không quan tâm, nếu chị Hai không phụ mẹ, các con sẽ bị thất học hết, và các con sẽ không đạt như ngày hôm nay. Mẹ yêu thương các con, nhưng mẹ khuyên các con là đừng bao giờ đối xử tệ với chị Hai các con như vậy nữa. Hãy mỗi đứa, mỗi một tháng phải gom lại và chăm sóc và nuôi nắng, lo nhà cửa cho chị Hai các con đàng hoàng. Đó là điều các con đối xử hiếu thảo với ba với mẹ đó các con. Và sau khi mà người mẹ trút tất cả nỗi lòng ra, tất cả các anh em trong gia đình đã ôm lấy chị Hai khóc và xin lỗi chị. Amen. Cho nên có những chuyện trong gia đình, chúng ta đừng thấy người nào nghèo chúng ta là khinh, người nào thành chúng ta là tôn. Mỗi một người sinh ra trên đời này ai cũng muốn mình thành đạt cả. Amen. Đúng không anh chị? Amen. Nhưng mà có những con người họ hy sinh, chúng ta nên trân quý những con người đó anh chị. Amen. Trong hội thánh cũng vậy, không phải là chúng ta chọn những người thành đạt mà coi thường những người nghèo, đừng bao giờ như vậy. Có những người này, có những người kia. Trong hội thánh cần những con người giỏi, nhưng mà đừng bao giờ khinh thường những con người âm thầm lận từng cọng tóc. Đừng bao giờ khinh thường những con người âm thầm lau từng cái ghế. Đừng bao giờ khinh thường những con người âm thầm chùi từng cái nhà vệ sinh, cho chúng ta có nơi sạch sẽ để chúng ta thờ phượng được Chúa Trời. Cần những vị mục sư đứng lên đây giảng, nhưng mà cũng còn những người âm thầm làm việc dưới đằng xa. Cho nên trong một tháng, để chúng ta tự do thờ phượng Chúa một cách thoải mái như vậy, chúng ta cũng biết ơn Chúa và biết ơn Chúa Hà với lại Chúa Bảy và Chúa Đình Kiều. Nếu Chúa Hà và Chúa Bảy mà không chịu hy sinh mà như vậy á, xe cộ chúng ta cũng gặp nhiều rắc rối, đúng không chị? Vì nơi chúng ta vốn có bị giới hạn. Cho nên là có những người âm thầm giữ xe cho chúng ta nên trân trọng những con người đó. Một ngày kia thì đại hội diễn ra ở tại Houston, mục sư Quỳnh Quốc Khánh tổ chức năm đó là 2010, và lúc đó là mục sư ra mặt bên kia đến giảng nữa, cho nên là người ta đi đông lắm. Lúc bây giờ là cũng như là số người đông lắm, tôi không biết chính thức là bao nhiêu, cho nên không có nhà thờ nào chứa đủ, cũng không có khách sạn nào chứa đủ hết, cho nên bắt buộc là nhà thờ phải thuê ở ngoài cái sân vận động, nơi mà đấu có phòng tròn như vậy, và vô trong đó để mà tổ chức. Khắp mọi miền, khắp mọi thành phố đã đổ về Houston để dự đại hội trong đó đầy phước hạnh. Có một số người đi lên và yêu cầu phải phục vụ này, yêu cầu phải điều kiện kia, yêu cầu điều này, yêu cầu điều nọ, và đòi hỏi những điều mà quá sức nhà thờ. Thì bây giờ mục sư Quỳnh Quốc Khánh đứng lên nói là: thưa anh chị em yêu dấu, cảm ơn Chúa đã cho tấm lòng anh chị em đã hy sinh để đến đây cùng dự đại hội phước hạnh. Mà tôi nói với anh chị em biết rằng những con người mà bưng bê nước cho anh chị em, những con người mà mở cửa cho anh chị em, những con người mà xếp ghế cho anh chị em, họ là kỹ sư, họ là bác sĩ đó. Bình thường họ là kỹ sư, bình thường họ là bác sĩ, bình thường họ là những người doanh nhân, là những giám đốc,
Nhưng mà đến ngày lễ như vậy, quan trọng như vậy, họ hóa thành một người đứng ra để phục vụ. Anh chị em, những người bình thường như vậy, đừng bao giờ khinh thường những con người đó. Amen. Cho nên hỡi anh chị em yêu dấu, trong Chúa, Chúa muốn chúng ta hãy hạ xuống để Đức Chúa Trời nhắc chúng ta lên. Amen. Con đường vinh quang là con đường thập tự, con đường vinh quang là con đường trả giá, con đường vinh quang là con đường của sự đầu phục nha anh chị em. Amen. 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 Trong gia đình cũng vậy, mỗi một người trong chúng ta cần nên nhớ rằng là cái người nào mà siêng năng lắm lỗ thường là những người hay bị khinh thường, đúng không chị? Những người hay bị khinh thường, lắm lỗ cứ làm việc làm việc. Trong gia đình chúng tôi thì bây giờ thì chúng tôi còn lại 7 anh chị em, 10 người, nhưng mà nước lụt cho hết 2 người, còn 8 người, một người qua đời, cho nên chúng tôi còn lại 7 anh chị em. 7 anh chị em, nhưng mà bây giờ thì bố mẹ tôi nó là 9 người. Cuộc sống của chúng tôi ở quê vô cùng khó khăn. Mà tôi còn nhớ, lúc bây giờ chị Lê là má của bé Hằng, mang bé Hằng, chị đã hy sinh. Mà quý vị biết rằng là một người con gái mới lên 18 tuổi mà đi móc những cục đất, rồi làm viên gạch, rồi đi xúc những cái than, rồi trong thời kỳ đó máy móc còn thiếu, phải chở những xe than trưa nắng, mà quý vị biết nắng cái nhiệt độ ở mùa quê là nó nắng 39-40 độ C, nắng khiết lắm. Mà giữa cái lò than như vậy á, nó to lên, nó độ nóng tới 40 mấy độ C vậy á, nhưng mà mặt mày coi như là đen thù lùi hết tất cả, và chỉ còn lại 2 con mắt và cái lỗ mũi đầy hết trơn màu than đen vậy, để làm từng cục than như vậy bán để kiếm tiền để phụ trong gia đình, để nuôi các em. Cho nên chúng tôi luôn luôn biết ơn Chúa và biết ơn chị của chúng tôi. Gia đình chúng tôi thì không giàu có về vật chất, 7 anh chị em chúng tôi không giàu có về vật chất, nhưng mà tôi mừng là trong gia đình chúng tôi, 7 anh chị em chúng tôi luôn luôn yêu thương nhau. Gia đình chúng tôi là một trong những gia đình mà làm gương cho những người ở quê hương chúng tôi được đáp trẻ. Yêu thương nhau, hỗ trợ cho nhau, chúng tôi nâng đỡ với nhau, không chỉ nói về vật chất mà tinh thần, cái tình yêu thương, cái sự tôn trọng. Không bao giờ chúng tôi có những lời nặng nhẹ gì với nhau cả, và luôn luôn tôn trọng người nào có thể đỡ hơn một chút, quan tâm đến người khó hơn một chút. Đó là điều Chúa mong muốn của người chúng ta, đi trong con đường thập tự, đi con đường hy sinh, đi trong con đường khó khăn, là đi con đường đó dẫn đến sự vinh quang của Chúa Trời. Sự vinh quang của Chúa Giêsu là Ngài hy sinh tất cả để Ngài cứu tất cả. Nhưng mà sự vinh quang của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta làm như thế nào đó để danh của Đức Chúa Trời được vinh hiển. Amen. Người ta không xúc phạm đến đời sống của chúng ta, người ta không được chạm đến tiếng cường danh của Chúa trên hội thánh của Ngài. Cho nên nhờ ơn Chúa mà Chúa muốn chúng ta hãy đầu phục Chúa và đi trong con đường hẹp, đi trong đường chậm, đi trong con đường đầu phục, để rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm sự phước hạnh đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho mọi người trong chúng ta. Amen. Qua bài học này, tôi muốn gửi đến cho cá nhân của tôi và anh chị em là gì? Hãy chấp nhận cái sự thua, hãy chấp nhận sự thiệt, để rồi chúng ta có thể được sự tôn trọng. Amen. Hãy chấp nhận sự chịu khó, chịu cực, để rồi chúng ta được tôn trọng. Amen. Hãy chấp nhận sự từ bỏ, hãy chấp nhận sự hy sinh, để rồi chúng ta được Chúa dùng trong sự vinh quang. Amen. Hãy chấp nhận những cái gì mà chúng ta là gì? Tôi cũng khuyên hội thánh, đừng bao giờ cãi vã với nhau, đừng bao giờ chửi rủa với nhau, cũng đừng bao giờ kiện cáo lẫn nhau, đừng bao giờ tìm một cách hạ bệ người này xuống để nâng mình lên. Đừng bao giờ đi con đường của thế gian, hãy đi trong đường của Chúa, âm thầm đầu phục, âm thầm hy sinh, để rồi đặt chỗ nào, ngồi chỗ nào, vị trí chỗ nào, ra làm sao là chính Chúa quyết định cho chuyện đó. Amen. Amen. Đừng bao giờ học bài học là đơn đơn kỵ một người nào. Amen. Cũng đừng bao giờ tụ năm tụ bảy để hiệp lại để rồi tố cáo một người nào. Điều đó không bao giờ đẹp lòng Chúa. Amen. Điều đó không bao giờ đẹp lòng Chúa. Đẹp lòng Chúa là chúng ta chấp nhận hy sinh, chấp nhận thua thiệt, chấp nhận đi con đường thua thiệt, nhưng mà con đường đã dẫn đến sự tôn trọng đời sống của chúng ta. Chúng ta cứu cho anh chị em, hãy hạ mình xuống, đến kỳ tụ tiệc Ngài sẽ nhắc anh chị em lên. Chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện, nói Chúa ơi, Chúa giúp đỡ cho con, hãy đi trong con đường thiệt. Chúa ơi, hãy giúp cho con đầu phục Chúa, để đi trong con đường thập tự, đi trong con đường trong gai, để rồi chúng con có thể được Chúa dẫn đến chỗ vinh quang và phước hạnh. Hallelujah. Đường trong gai Chúa đi một mình. Hallelujah. Hãy để con đi cùng Ngài. Hallelujah. Và chúng ta cùng thờ phụ Chúa và quyết dấn thân ra đi phục vụ tha nhân vì tình yêu để cứu những linh hồn hư vong. Hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu đến ngay trong giờ này, Chúa ơi, cảm ơn Ngài Chúa Giêsu ngay trong giờ này. Chúng ta cùng đưa tay lên và cầu nguyện cho đời sống của mình ngay trong giờ này. Nói Chúa ơi, Chúa giúp đỡ cho con hy sinh và chúng con sẽ siêng năng, và chúng con sẽ sẵn sàng trả giá để làm theo ý muốn của Cha ở trên trời. Hallelujah. Hãy học theo hướng của Chúa Giêsu, hãy bằng lòng hy sinh để làm theo ý muốn của Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah.
Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu, hallelujah. Ôi trong danh Chúa Giêsu ngay trong lời này, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu, hallelujah. Ôi cảm ơn Ngài Chúa Giêsu, hallelujah. Con lời cây Chúa. Ôi Chúa giúp đỡ cho chúng con không học theo người của thế gian, nhưng học theo con đường của Chúa. Người nào muốn làm đâu thì phải làm tớ, người nào muốn ở trên cao thì phải nên trở thành người phục vụ, hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Tớ khen Ngài Trời, hallelujah. Ôi trong danh Chúa Giêsu, con được thắng lợi, con được trong gai là con đường dẫn đến sự vinh quang, con đường dẫn đến phước hạnh, con cảm ơn Ngài. Thank you.
Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.